Xin chào tất cả mọi người. Mình xin giới thiệu, mình là Quang Anh. Hiện tại đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Đức Nhân. Trụ sở chính nằm tại 269 khu phố Cây Tràm, phường Thành Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ngày nay, như các bạn cũng đã biết, các sản phẩm giường thông minh, tủ thông minh ra đời nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu thị hiếu của thị trường. Tại vì không gian thường chật hẹp mang đến cho chúng ta là một số bất cập, thì Đức Nhân cũng là một trong những nhà tiên phong đi đầu trong các công ty sản xuất các sản phẩm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm giường thông minh do Đức Nhân sản xuất. Chúng ta có thể thấy trước mắt mình là một sản phẩm tủ. Chúng ta có thể biến một chiếc tủ thành một chiếc giường trong vòng thao tác trong vòng 1 phút. Như các bạn cũng đã thấy, một chiếc giường biến thành một chiếc tủ hoặc một chiếc tủ biến thành một chiếc giường, thao tác rất là nhỏ gọn trong vòng 1 phút. Chúng ta có thể biến một không gian từ một phòng khách thành một phòng ngủ hoặc là một phòng làm việc. Bên cạnh đó, chúng ta có thể trang trí thêm một số vật dụng như là tranh, sách, vở để tạo không gian cho chúng ta trở nên sang trọng hơn. Mọi người có thể truy cập thông tin của công ty Đức Nhân tại trang web đứcnhân.com để biết thêm về công ty Đức Nhân. Xin cảm ơn tất cả mọi người.